cậu bé 5 tuổi vô tình làm vỡ bức tượng cao 1m8 trong cửa hàng đồ chơi, khiến mẹ phải bồi thường gần 100 triệu đồng. Sự việc đang được cả cộng đồng mạng chú ý này mới xảy ra vào lúc 6 giờ tối hôm ngày Chủ nhật 22 tháng 5 tại một cửa hàng đồ chơi cao cấp ở Hồng Kông. Được biết bố mẹ cậu bé đã đưa hai cậu con trai 3 tuổi và 5 tuổi của mình đến đây mua sắm. Trong lúc đi ngắm nghía đồ trong cửa hàng, cậu bé 5 tuổi đã đứng dựa lưng vào bức tượng La La, nhân vật trong series Teletubby, cao 1m8, khiến bức tượng này đổ xuống rồi vỡ tan tành trong tích tắc. Trong một bức ảnh chụp tại hiện trường, mẹ cậu bé đang đứng khoanh tay bên cạnh với khuôn mặt thất thần, còn người bố thì đứng đằng sau, chống hai tay vào hông, tỏ vẻ bất lực và tức giận khi cả hai nhìn thấy giá trị của bức tượng này lên đến 52.800 đô la Hồng Kông, hơn 155 triệu Việt Nam đồng. Tuy nhiên, bố mẹ cậu bé chỉ phải đền bù số tiền vốn cho cửa hàng là 33.600 đô la Hồng Kông, gần 100 triệu Việt Nam đồng. Vẫn là một số tiền không hề nhỏ cho một lần vô tình chạm nhẹ của con trai mình. Hiện sự việc này đang làm dấy lên một làn sóng tranh cãi của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng đây không hoàn toàn là lỗi của cậu bé, vì với một món đồ có giá trị lớn như vậy thì phía cửa hàng phải có lồng kính hay có rào bảo vệ. Số khác lại cho rằng cha mẹ phải có trách nhiệm trong việc trông nom con mình, nhất là khi ở một cửa hàng đồ chơi có nhiều món đồ, mô hình đắt tiền như vậy. Một số bình luận của dân mạng để lại như sau: thế này chả khác nào là bẫy trẻ con, đứa trẻ 5 tuổi thì nặng được bao nhiêu mà xô đổ được cả cái tượng cao tận 1m8. Đứa bé mới dựa vào đã đổ rồi thì người lớn chỉ quệt nhẹ một cái cũng đổ. Cửa hàng này thiếu thốn tiền làm tủ kính hay rào bảo vệ à, đổ xuống vỡ tan tành, có khi còn gây nguy hiểm ấy chứ, chưa nói đến vụ giá trị. Có đến 3 trường hợp khác nhau cũng làm vỡ rồi mà không làm rào chắn, đúng là làm giàu không khó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.